Với chủ trương không vội vàng, làm tới đâu chắc tới đó, từ năm 2021 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện sáp nhập 58 trường tiểu học và 58 trường trung học cơ sở thành trường tiểu học và trung học cơ sở. Nhờ đó, bộ máy trường lớp học đảm bảo tinh gọn, chặt chẽ và thuận lợi hơn trong công tác quản lý điều hành. Các trường sau sáp nhập đã giảm được một hiệu trưởng, một kế toán và nhiều chức danh của tổ chức công đoàn, tổ trưởng, tổ phó, các tổ chuyên môn, đồng thời khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên ở một số trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các ban ngành liên quan, phấn đấu hoàn thiện việc sáp nhập, sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục.